Cố hết sức có thể. Nhà tôi ở Bradenton, phía nam thành phố Tampa, cách khoảng một tiếng chạy xe của bang Florida. Theo dự báo ban đầu, bão Milton đi lên hướng Bắc vào đúng Tampa, khiến người dân ở đây lũ lượt sơ tán. Tuy nhiên, đến sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, bão càng lúc càng chạy xuống phía nam là Kuvernis, Northport nhà nhà vội vàng gắn cửa chớp chắn bão để che cửa chính và cửa sổ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu hết dự báo bão của các đài truyền hình lớn như Fox News, ABC News đều chỉ đích danh Bradenton là nơi bão vào. Xem tin tức, tôi biết thế là toang rồi, chỉ hy vọng hoàn lưu bão, tức là thành mắt bão không quá kinh khủng. Nhìn kết cấu của Milton, có thể thấy một thành ít mưa và mỏng, nhưng thành còn lại thì đúng là địa ngục. Tôi vội vàng chuẩn bị, nói chung là cố hết sức. Dù biết khu nhà mình hầu như không mất nước, tôi vẫn trữ nước. 15 giờ chiều, cả nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó xả nước đầy hai bồn tắm, thêm một bồn ở nhà bếp nữa. Tôi nấu một nồi phở, một nồi cơm, một nồi thịt kho trứng và bắt ba đứa con ăn cho thật no bởi hệ cúp điện là sẽ không mở tủ lạnh ra nữa. Nếu được đóng kín, tủ lạnh và tủ đông trụ được 24 giờ. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, bão đầu bộ ZSK cách nhà tôi khoảng 25 phút chạy xe về phía Nam. 21 giờ 30 phút, gió giật đợt đầu tiên nhưng không tới nỗi nào gió mới là bên thành mắt bão mỏng cuột chúng. Khoảng 22 giờ 30 phút, trời im gió lặng, chim kêu chí trách, ếch nhái ồm oàm, tôi nghe mà muốn rụng tim bởi biết rằng là mắt bão tới rồi. Hơn 23 giờ một chút, vừa ngay cửa chính cửa sổ rung bần bật, gió hú hét là ngay lập tức mất điện. Cả tòa nhà 3 tầng, bao gồm 12 căn hộ, với căn hộ của tôi ở tầng trệt, nhìn ra một cái hồ, rung bần bật, nghe bên ngoài có cái gì đó bị thổi bay va đập, nhưng nhìn ra chỉ thấy đen như mực. Tới lúc mất điện, tôi mới để ý ánh đèn lóe ngoài cửa chính và phát hiện bão suýt nữa thổi tung cửa. Vợ chồng tôi vội vàng lôi cái bàn ăn ra chắn cửa. Thật ra chúng tôi không dám nhìn nhiều vì sợ vật gì ở ngoài kia bay trúng cửa kính nhà mình. Ở trong nhà kéo hết rèm cửa để lỡ cửa kính bị vỡ thì cũng không bay vào mặt. Dù biết chắc là cửa sổ kính là loại chống bão, có ghi trong quy tắc xây dựng của tòa nhà, nhưng tôi vẫn sợ thắt ruột vì nhà có con nhỏ. Cả nhà 5 người trốn vào phòng ngủ kiến nhất, nghe gió rít bên ngoài. Tin tức đưa Milton lúc tràn qua nhà tôi, sức gió là 190 km h bão đi nhanh với vận tốc 24 km h Milton gây ra rất nhiều lốc xoáy, tấn công một loạt khu vực phía trong như là Lakeland, Fort Pierre, Clewitson, West Palm Beach, v.v. Mưa lớn khủng khiếp có nơi tới khoảng 470mm chỉ trong vài giờ. Có những khu gần Tampa được dự báo là an toàn nên người già, người khuyết tật được đưa tới chú. Ai ngờ sau đó nước dâng tới 1,2m, không phải nước biển mà là nước mưa. Nhiều người ngâm nước cả đêm vì họ không di chuyển được. Ngoài mưa gió còn có một vấn đề khác đó là nước biển dâng do bão, tức là gió bão cuốn nước biển từ bên ngoài mang sâu vào đất liền thông qua hệ thống sông rạch, kênh đào vân vân. Dù nằm sâu trong đất liền, nhưng nếu khu vực nào có một trong các loại dẫn nước đó vẫn có nguy cơ bị ngập. Thêm nữa là tuyến đường Liên bang 75, I-75, bắc ngang sông Manatee, khi nước biển dâng là có nguy cơ sập luôn cả cầu. Phía sau nhà tôi gần 5 km là sông Manatee, con sông lớn nhất dẫn nước từ vịnh Tampa vào cho hệ thống kênh rạch bên trong. Do đó, nhà tôi thuộc nguy cơ ngập A, tức là mức độ nguy cơ xếp từ A đến F, càng về sau thì nguy cơ càng giảm. Cho đến hôm nay, nhiều khu vực bị bão ảnh hưởng vẫn đang dọn dẹp. Trẻ em ở hạt Manati nghỉ học từ ngày 7 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10 và có nguy cơ nghỉ thêm vì 33 trường của hạt được tận dụng làm nơi trú ẩn. Khắc phục điện nhanh chóng Chưa tới 24 giờ từ lúc bão đổ bộ, nhà tôi đã có điện lại. Có lẽ nhà chức trách lường trước tình hình và huy động sẵn nhân lực. Bão vừa tan là sửa điện ngay. Nhớ hồi bão Ima năm 2017, điện cúp gần một tuần, không ai nghĩ lại mất điện lâu đến thế nên thức ăn trong tủ lạnh hư hỏng hết. Lúc đó tháng 8, trời Florida nóng 33-35 độ C, nhà không điện, không nước, trời không gió, còn nhà bếp thì bốc mùi hôi kinh hoàng, một tháng sau vẫn chưa hết mùi hẳn. Lần này, tới khoảng 19h30 phút tối ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, tức là khoảng một ngày sau bão, điện có trở lại, mở tủ lạnh tôi thấy ngăn dưới vẫn mát và đá trên ngăn đông chưa tan. Theo cập nhật mới nhất của CBS News, đến sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cơn bão Milton đã khiến ít nhất 16 người chết. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu, theo CNN. Bà Susan Sepp, một cư dân 70 tuổi tại thành phố ở bờ biển phía đông Florida, nơi bốn người cao tuổi thiệt mạng sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cho biết, thật đáng sợ. Bà nói thêm, họ đã tìm thấy một số người chết ngay bên ngoài, trên một cái cây. Chồng của bà xếp ông Bin cho biết một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng chiếc nhà di động được làm bằng xe tải nặng 22 tấn của tôi và ném nó ra ngoài sân. Người đàn ông 72 tuổi chia sẻ vừa đáng sợ vừa đau lòng khi chứng kiến nhiều thiệt hại và mọi thứ bạn thực sự yêu mến đều biến mất. Nhưng đó chỉ là đồ vật và may mắn là chúng ta vẫn còn ở đây. Đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km h bão Milton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm. Mưa rất to và những cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực, NHC cảnh báo. Ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới theo thông tin từ trang PowerOutages .us, phía tây bang Florida, gió vẫn tiếp tục quần thảo dữ dội và mưa như chút nước. Đường đi của bão Milton ảnh hưởng tới khu vực bờ biển phía tây Florida nơi có các thành phố là Tampa, San Petersburg, Sarasota và Fort Myers. Tampa, khu vực đô thị với khoảng 3,1 triệu người sinh sống, đã không bị một cơn bão lớn tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm, nhưng tuần này, Tampa nằm trên đường đi trực tiếp của Milton. Khu vực đô thị Tampa ghi nhận lượng mưa từ 3 tới 5 inch, tương đương 76 tới 127 mm mỗi giờ sau khi bão đổ bộ. Đài CNN tường thuật, khu vực thành phố Saint Petersburg đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Thành phố này ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch, tương đương 406 mm chỉ trong 3 giờ, tương đương với lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gộp lại. Ngày 10 tháng 10, nhà chức trách bang Florida của Mỹ cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi bão Milton gây lốc xoáy tan phá bang này, đồng thời gây lũ lụt tại các vùng đất thuộc khu vực Vịnh Tampa. Sức khỏe và đời sống đưa tin, tờ Reuters dẫn lời thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết bang đã tránh được tình huống tồi tệ nhất, nhưng cảnh báo rằng thiệt hại vẫn rất lớn và nguy cơ lũ lụt vẫn còn cao tại quận Saint Lucie, bờ biển phía đông của Florida, các trận lốc xoáy đã khiến 5 người tử vong, trong đó có hai người ở khu dân cư người cao tuổi. Nhiều khu vực như Tampa và Saint Petersburg cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề từ gió mạnh và lốc xoáy. Hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida đã bị mất điện vào chiều ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Một số khu vực có thể sẽ mất nhiều ngày mới khôi phục được điện, đặc biệt là những nơi vừa bị tàn phá bởi cơn bão Helen cách đây 2 tuần. Bên cạnh đó, cơn bão cũng đã làm hư hại sân vận động Tropicana Field ở St. Petersburg, nhưng may mắn là không có thương vong. Theo CNN, trong ngày 10 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vì lan truyền thông tin sai lệch về nỗ lực khắc phục hậu quả bão Milton của chính phủ Mỹ. Ông Biden nói Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump, làm ơn hãy sống có trách nhiệm, hãy thực sự giúp đỡ người dân. Công chúng sẽ buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm, truyền thông cũng vậy, mọi người đều biết rõ sự thực. Tổng thống Biden khẳng định các biện pháp cảnh báo sớm và sơ tán đã giúp làm giảm thiệt hại về người của bão Milton. Ông chủ Nhà Trắng và phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang liên lạc chặt chẽ với các quan chức địa phương để cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho người dân. Khi được hỏi, liệu đã gọi điện để yêu cầu ông Trump ngừng lan truyền thông tin sai lệch hay không, Tổng thống Biden đáp: "Mọi người đang đùa, tôi không có ý định nói chuyện trực tiếp với ông Trump." Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích chính quyền đương nhiệm vì những động thái chậm trễ trong việc khắc phục hậu quả của bão Helen, cáo buộc nhà trắng không liên lạc với thống đốc các bang để đối phó với bão Milton ông Trump nói trong đoạn video gửi tới người dân Florida, tôi hy vọng các bạn sẽ có một tổng thống thực sự giúp đỡ mọi người vào ngày 20 tháng 1. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng vì bão Milton đã tăng lên con số 14, thiệt hại về cơ sở vật chất chưa thể thống kê cụ thể. Theo báo Việt Plus đưa tin, bão Milton, can quét bang Florida của Mỹ hồi giữa tuần, đã tàn phá trên diện rộng thổi bay mái vòng của sân vận động Tropicana ở San Petersburg với sức gió lên tới hơn 190 km h và khiến 3,4 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Cơn bão cấp 3 đã xé toạc khấu như toàn bộ phần mái của sân Tropicana là sân nhà của đội Tampa Bay Rays thuộc giải bóng chày Major League, gọi tắt là MLB. Theo truyền thông địa phương, vài mái che sân vận động này được làm bằng sợi thủy tinh phủ teflon và được thiết kế để chống chịu sức gió lên tới 185 km h Những hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vải bay phần phật trong gió và cảnh mái vòm tây tả khi cơn bão đi qua. Khung của sân vận động có sức chứa là 42.000 người này có vẻ còn nguyên vẹn nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ. Theo trang mlb.com, sân Tropicana được xây dựng vào năm 1990 với chi phí là 138 triệu đô la Mỹ, không có hệ thống thoát nước cho sân. Sân Tropicana dự kiến sẽ được phá bỏ và thay thế bằng một sân vận động mới trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong khu Gas Plant thuộc khu phức hợp có trung tâm là sân bóng chày hiện đại. Đây là quãng thời gian khó khăn đối với Florida, địa phương còn đang phục hồi sau một cơn bão lớn khác là bão Helen xảy ra chỉ vài tuần trước. Helen, bão cấp 4 là cơn bão chết chóc nhất kể từ sau khi cơn bão Katrina năm 2005 với số người thiệt mạng trong thảm họa vượt quá 225 trên 6 tiểu bang. Trên mạng xã hội, Reyes cho biết, chúng tôi vô cùng đau buồn trước thiệt hại mà rất nhiều người phải gánh chịu sau các cơn bão Helen và Milton. Lúc này, ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng và đội ngũ của mình. Trong vài tuần tới, chúng tôi hy vọng có thể đánh giá được tình trạng thực sự của sân Tropicana. Hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ tòa nhà. Bão Milton gây lốc xoáy càn quét bằng Florida, Mỹ, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người bị cắt điện. Công tác khắc phục hậu quả của siêu bão đang được các lực lượng chức năng của Mỹ khẩn trương thực hiện. Bão Minton được dự đoán là cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ, khiến giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo về lũ quét do bão gây mưa lớn. Mặc dù thống đốc bang Florida Ron DeSantis cảnh báo thiệt hại vẫn còn đáng kể và lũ lụt vẫn là mối lo ngại lớn, song chấn an. Cơn bão rất lớn nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Nó đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão như đã báo cáo ban đầu, nhìn chung không đáng kể như những gì từng quan sát được đối với cơn bão Helen trước đó. Ông Ron DeSantis thông báo, bão đã tạo ra hàng chục cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều hạt, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, xé toạc toàn bộ mái sân vận động Tropicana Field. Khoảng 9.000 lính vệ binh quốc gia đã được triển khai ở Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi, Ngoài ra còn có 50.000 công nhân lưới điện được điều động để xử lý tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đội tìm kiếm cứu hộ cũng được huy động, sẵn sàng ứng trực ngay khi cơn bão đi qua, làm việc suốt đêm nếu cần thiết. Chuyên trang theo dõi mạng lưới điện của Mỹ, PowerRoutage.us ước tính, tính tới chiều qua ngày 10 tháng 10, hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida trong cảnh mất điện, trong đó những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các hạt Hadi, Sarasota, Hillsborough và Manatee hiện bang Florida vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm do lũ lụt trên sông sau khi lượng mưa lên tới 457mm. Nhiều người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão lo ngại. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tồi tệ như thế này trong đời. Cảm giác như chỉ có trong phim vậy. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi chứng kiến nơi ở hiện tại của mình như thế này. Lốc xoáy, ngập lụt, mọi thứ đều bị tàn phá. Tôi đã cố gắng chuẩn bị trước khi bão đổ bộ, nhưng lốc xoáy ập đến bất ngờ. Đây là một thảm họa kép, may mắn thanh gia đình tôi đã thoát nạn. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Alex